Và núi đá thì ít con những con vật nó lên, trừ trừ loại họ dê họ sơn dương thôi, chứ là ít loại leo trèo được. Không có một cái tuổi gì so đến cái đường này. Đây là đèo Bình Sử, 123 cây nữa.
qua kìa.
cao hơn thế nữa. Làm gì? Đi vào trong kia nó không đi không, cái đường mới cho anh. Tức là nó đặt tên ở cổng trường ấy. Không còn cái nào cao hơn. Nhưng bởi vì hai bên nó lại có cái vách nữa nó lại nhìn thì sợ độ cao. Đấy, cả nhà chắc gì mà chẳng là chú có tròn không được trước đầu.